hành trình đến thăm miếu cô Vân. Hôm nay trời Công Đảo rất là đẹp và biển rất là êm nên tụi mình quyết định thuê một chiếc cano để đi đến thăm miếu cô Vân. Mình ra Công Đảo rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa có bao giờ mà mình có duyên để mình đi ra miếu cô hết. Mấy lần trước mình muốn đi lắm nhưng mà lúc nào mình ra cũng bị biển động hoặc là gió lớn hoặc là không có tàu chạy, nên là hôm nay mình đi được mình rất là vui luôn. Và tụi mình ra bến tàu Công Đảo, sau đó di chuyển bằng cano đến Hòn Cao thì sẽ mất tầm 25 đến 30 phút nha mọi người. Trời ơi, mới lên hí hai hí hửng lắm, lúc mà khởi hành một cái trời ơi chạy quá nhanh, tao nói hả, muốn sang chấn tâm lý luôn. Mọi người hãy nhìn bà chị mình đi, má ơi cano nó chạy mà muốn lòi con. Sau một hồi điềm tĩnh thì tụi mình phát hiện ra ngồi ở phía trước á, trời ơi nó đã hơn nhiều. Tụi mình thuê cái chiếc cano này 3,5 triệu, thường thường là người ta đi được đến 20 người, mà tụi mình đi có 4 người, thành thử ra cái chiếc cano nó trống á, trời ơi nó phóng như bay, cuối cùng đã đến Hòn Cao rồi nè mọi người. Trời ơi tao nói cái không gian ở đây nó đẹp, nó xỉu úp xỉu đau luôn á mọi người ơi. Vì là lần đầu tụi mình đến viếng cô nên tụi mình cũng không có biết mua cái gì hết trơn, tụi mình chỉ mua hoa và trái cây. Nghe người dân ở Công Đảo kể lại rằng ngày xưa xác cô trôi dạt vào đây nên người ta lập miếu thờ ở đây luôn, và người ta phát hiện giấy tờ trên người cô tên là Vân nên là người ta đặt là miếu cô Vân. Và đây là hình ảnh miếu cô được xây dựng chưa đầy 1 năm, rất là khang trang và rất là đẹp. Nhưng mà khi mà tụi mình đến đây, một cái cảnh tượng ập đến trước mắt là nó rất là buồn luôn mọi người, đã bị cháy mọi người ơi. Và cái anh lái tàu có kể với mình á là lúc mà tình hình dịch bệnh á, mọi người không có ra thắp nhang được á, thì khi mà đã được mở cửa đi ra thì vô cùng hoảng hốt luôn, là ở đây đã bị cháy rụi hết trơn luôn. Và không biết nguyên nhân tại sao ở ngoài đây gió lớn gió biển như vậy mà có thể mà bén lửa mà cháy đến mức độ như thế này. Mà cái cảm xúc của tụi mình lúc đó không biết diễn tả như thế nào luôn á, mà Viên cảm thấy rất là buồn và Viên muốn khóc luôn á mọi người. Lần đầu tiên mình ra viếng cô mình gặp cảnh tượng như vậy, mình cảm thấy rất là xúc động. Và người dân ở Công Đảo nói là cô rất là thiêng và cô phù hộ cho tất cả các ngư dân ở đây đi biển được bình an và cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và sau khi đã thắp hương cho cô xong, tụi mình đến hòn Bãi Cạnh. Hòn này là tầm vào tháng 4 tháng 5 là có rùa đẻ mọi người, nhưng mà tụi mình đi mùa này là không có rùa đẻ nên là tụi mình chỉ ghé để ăn và chụp hình thôi nè mọi người ơi. Tao nói tụi mình đi cano nó dòng quá trời, tao nói say sẩm mặt mày mà ghé vô đây ha, ăn một dĩa mì tao nói nó ngon gì đâu luôn, bá cháy bộ chắc chó.